Chào các bạn, bếp chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay hướng dẫn một món cơm mình áp chảo. Cơm mình nấu xong rồi mình sẽ múc ra ngoài cái chảo rồi bắt đầu mình chán cho nó mỏng như thế này. Rồi chán đều ra cái chảo chống dính. Giờ mình sẽ rải vô một ít tiêu. Đây là tiêu nha mọi người. Rồi, và một ít hạt nêm. Hạt nêm mình rải cho đều ít thôi. Nhiều quá, chỉ nên mình chỉ vừa cho nó ăn, mình mặn mặn là nó vừa ăn. Nó mặn quá thì nó không hấp dẫn. Rồi. Như vậy thì mình sẽ nướng trên lửa thật là nhỏ. Khi cơm ốp chảo của mình như vậy mình chán mỏng ra thì mình sẽ để lửa rất là nhỏ luôn. Lửa nhỏ như vậy nó làm cho cơm của mình nó vừa giòn mà nó vừa lại rất là ngon. Mình để lửa lớn nó áp nó sẽ không giòn nhiều. Rồi. Như vậy là cơm áp chảo của mình nó đã được vừa ăn, nó vừa giòn tới rồi. Mình sẽ tắt bếp nha. Và lấy ra dĩa thưởng thức. Rồi, mời mọi người cùng thưởng thức nha. Cơm áp chảo của mình rất là ngon. Mỏng, giòn, rất là đặc biệt. Mất một chút thời gian mình sẽ đổi bữa ăn cho gia đình của mình nha mọi người. Ồ, rất là hấp dẫn. Rất là tuyệt phải không? Rồi, như vậy là cái món cơm áp chảo của chúng ta ngày hôm nay đã hoàn tất. Nhìn dĩa cơm rất là hấp dẫn. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Chúc mọi người ngon miệng. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Từ Đại Bi. Nguyện hòa bình thế giới chúng sanh an lạc, dịch bệnh qua đi. A Di Đà Phật.